Những ngày đầu tiên thì thực ra là Easy Cloud lúc đầu là có 4 người. Thì anh cùng Đức, Dương, Dũng. Lúc đấy bọn anh thực ra là công ty thì lúc đấy thuê một cái tầng tầng 5 ở 555 km. Thì văn phòng bé tí luôn, tầm 10m², có 2 cái bàn. Lúc đấy có phần mềm rồi, nghĩa là trước đấy bọn anh đã mất khoảng tầm 2-3 tháng đấy ngồi với nhau để làm được phần mềm, ngồi quán cà phê các cốt. Bốn ông đến ngồi từ sáng đến tối, gọi bốn cốc cà phê, nhiều hôm gọi trà đá đang ngồi. Và anh nghĩ là chắc là chủ quán cũng muốn đuổi lắm, bởi vì là đến ngồi xong lại nói chuyện ầm ầm, xong ngồi ông cái laptop ngồi các cốt từ sáng đến tối. Ý tưởng ban đầu thì đơn giản là đưa một cái giải pháp làm sao mà dễ dùng nhất cho các khách sạn. Một cái hệ thống mà ở trên thế giới thì họ cũng có, nhưng ở Việt Nam thì là chưa có cái hệ thống như vậy. Nên là mấy em quyết định là bắt đầu bằng việc ngồi với nhau. Hôm đấy thì tình cờ thôi. Thì là lúc đấy thì thực sự Easy Cloud nó đang khó khăn. Vì lúc đấy Easy Cloud anh vào sau, đầu của bốn anh thì mở Easy Cloud trước đấy 1 năm rồi. Thực ra gọi chưa đến 1 năm thôi, nhưng mà thực ra cũng chưa phải làm cái gì chính, mà cũng gọi là làm part time thôi để cùng nhau làm. Thì nó có một số khó khăn. Thì hôm đấy thì tự nhiên thì ở trên Facebook anh em thì mời ra đấy, thì quê anh vừa đi Pháp về thì cũng muốn giao lưu và mặt bạn bè thì cũng đến để nói chuyện xem là có làm ăn gì cùng nhau được không. Thì sau cái bữa cà phê đấy thì thấy là bây giờ mình thì cũng đang rỗi dại, thì anh vừa đi ở bên đấy về cũng chưa công việc chuyên nhiều, thì mình coi là mình làm cùng thôi. Thì cũng làm thế, tại sao lại làm như thế, là vì lúc đấy mình chưa nghĩ đến cái việc là lợi nhuận với cả lương hay tiền. Thời gian thì mình còn nhiều thì mình ok thì mình làm. Giai đoạn khó khăn nhất có lẽ là giai đoạn năm ngoái, được anh giải trí trách nhiệm triển khai rất nhiều các dự án Fuyo, nhưng chúng ta gặp phải những cái thị trường Đà Nẵng như là Sapa, FLC thì chúng ta bị fail, và lúc đó là cảm giác thực sự là rất là thất vọng, vì mình là người làm sản phẩm mà mình lại không đạt được cái mong muốn, cái kỳ vọng. Thì là đầu nói chung là không có nhân viên. Thế sau một thời gian thì bán được những cái phiên bản đầu tiên ấy. Thì lúc đấy anh Dũng, anh Dương đi và anh Đức nữa. Nói chung là các anh đi triển khai trực tiếp luôn, hầu như mỗi anh ở nhà. Thời điểm đấy khó khăn thì cũng rất là nhiều, và khắc phục bằng cách là làm nhiều thời gian hơn. Và anh nhớ là chắc là anh nghĩ là anh chỉ ngủ khoảng 3 tiếng một ngày thôi, trong vòng liên tục trong khoảng tầm 1 tháng. Kỷ niệm là khi mà anh đi lên gặp anh Thanh ở tổng cục du lịch ấy, để ký một cái hợp đồng, thì nói anh không có đồng tiền nào trong túi cả, và anh đến văn phòng anh bảo anh Dương, ông còn tiền không? Thì anh Dương anh rút ra 2 tờ 500, và anh bảo ông cầm hết đi. Và anh nghĩ là lúc đấy anh lấy cả 2 tờ 500 ngàn, thì anh Dương trong túi anh ấy chỉ còn khoảng 30 ngàn thôi. Và anh bảo thôi ông đưa tôi 1 tờ để tôi trả tiền cà phê khi lên tiếp khách. Thì anh nghĩ đó cũng là một cái kỷ niệm mà sau này anh rất là nhớ. Và những cái khoảnh khắc đó thực sự là hy sinh vì cái đồng đội của mình. Đó là cái lần đầu tiên khi mà anh em gọi quỹ cái IPP. Là lúc đấy mình phải tìm hiểu quỹ, mình phải làm slide, present. Lúc đấy thì chưa kinh nghiệm gì cả. Và mình là người nhận cái trọng trách là dựng cái slide, vì là mình chuyên làm slide đi chém gió, thì ra là cái đấy là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất, là cái lần đầu tiên đi Vizen để gọi quỹ IBB. Mấy anh em đi rất là háo hức, hồi hộp, chưa giờ biết nó là cái gì mà. Đầu thì Vizen thì bình thường còn ngại, nhưng mà sau thấy là nó hoành tráng, chém gió âm mỹ cơ lên. Có khi các anh tránh nhau nói, lúc đầu thì cháo ngại thì nói, lúc đầu lên nó ngại, về sau thấy nó cũng không phải là cái gì là to tát lắm, nó khó khăn lắm, phải mấy anh em trách nhau nói. Mà làm xong thì mới thấy là càng làm nó càng khó. Giai đoạn đầu tiên mà mình phát triển Fuyo, và lúc đó thì anh Dũng với anh Đức thì đang phải vào trong
Phú Quốc để làm việc với đối tác. Thì khi đó là tức là lúc đấy là toàn đội là với tinh thần là nếu mà mình không làm xong là ông Đức và ông Dũng là sẽ phải ở đấy, và cũng làm kỷ niệm với mình là lúc đó là làm về mặt kỹ thuật thôi, tức là mình làm cái hệ thống có thể là xuất ra các cái file Word của cho để cho người ta thực hiện cái khai báo PA18. Thì lúc đó sau khi mà làm xong và anh em làm xong cùng làm xong với nhau, và khi đó thì khách hàng đồng ý ok, thì là một cái cảm giác cũng rất là vui và cũng làm cái kỷ niệm rất là nhớ mãi. Thế khách hàng đầu tiên thì là ở Cần Thơ, và cái sản phẩm hồi đấy thì vì mình mới cho nên là cái việc mà mình lấy tiền khách hàng là tương đối là khó, cho nên là khách hàng chỉ chi cho mình có 10 triệu cái sản phẩm đó thôi. Lấy hai khách hàng là 12 triệu và tiền vé máy bay các anh đi trong vòng 2 tuần thì cũng khoảng vòng có 20 triệu. Có một số khách hàng sẵn sàng triển khai và họ liên tục gọi điện. Thế là anh nhớ thời điểm đấy là anh cầm 3 cái điện thoại, liên tục nghe 3 cái điện thoại để tiếp nhận yêu cầu khách hàng và xử lý với khách hàng. Anh Minh Dương là người đầu tiên mang cái sản phẩm của công ty mình đi triển khai hàng đầu tiên là Sài Gòn Cần Thơ ở Cần Thơ. Khi đó thì sản phẩm còn rất nhiều vấn đề, và lúc đó thì anh Dương còn chưa hiểu nghiệp vụ của khách sạn. Anh là người đi đào tạo cho khách hàng, thì anh Dương ở bên dưới cấu hình cái món ăn vào trong phần mềm nhà hàng. Anh ngồi ở bên trên lên training cho khách hàng, thì anh Dương ở dưới giúp anh cấu hình các món ăn, các loại phòng. Mà dù anh Dương thì chưa có nhiều cái kinh nghiệm như bây giờ về cái nghiệp vụ khách sạn, nhưng mà lúc đấy anh đánh giá là cái tính đồng đội và hỗ trợ cho nhau trong giai đoạn rất là khó khăn. Kỷ niệm lần đầu tiên của cái hợp đồng đầu tiên mà mình ký, và cũng là cái lần đầu tiên mình được sếp cử đi triển khai. Thì thời điểm đó mình cũng mới, cũng chưa hiểu nhiều về sản phẩm. Cái cuộc đi này, cái chuyến đi này nó cũng có nhiều khó khăn, nhưng mà nó kèm theo đó nó cũng có nhiều cái trải nghiệm rất là hay để mình hiểu thêm về sản phẩm của mình hiểu thêm về khách hàng của mình như thế nào. Lần đầu tiên khi mới gặp sếp Đức, hai thầy trò ngồi nói chuyện, uống bia, đi tắm biển. Sau ngày đó thì sếp Đức lôi vào EZ Cloud luôn. Vào EZ Cloud là khoảng gần 3 năm rồi. Thì cái kỷ niệm đáng nhớ nhất thì có lẽ là vì có EZ Cloud nên mình mới được đi nước ngoài. Và nước đầu tiên là Myanmar. Thực sự là cái việc mà đi nước ngoài ấy, lần đầu tiên nó là một cái trải nghiệm cuộc đời luôn ấy, chứ không phải là cái trải nghiệm mà ví dụ trong khoảng thanh xuân của trẻ như nào, là nó thực sự là lần đầu tiên. Thế nên là rất là đáng nhớ đối với mình. Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất thì không có, mà em chỉ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó chính là những dịp mà công ty mình tổ chức đi chơi với nhau. Những cái dịp đó thì không còn khoảng cách giữa sếp và nhân viên. Lúc đó chúng ta là một gia đình, vui chơi thoải mái, nói chuyện thoải mái, quẩy hết sức hết mình. Thì kỷ niệm của anh đầu tiên đó là anh vào làm được 4 buổi thay vì gãy chân của anh nghỉ 1.5 tháng. Thì khi mà quay lại thì làm quen lại thì cũng rất là vui, là sau cái thời gian làm quen lại thì được tham gia luôn cái chương trình 20 tháng 10 cùng với các bạn nam của công ty. Nói chung là làm việc ở Easy Cloud thì anh có khá là nhiều kỷ niệm vui với lại khi mà sinh hoạt chung với tất cả các bạn. Cái kỷ niệm là lần đầu tiên triển khai. Hôm đấy thì cũng có thể như là run điện thoại không tin, nên là trong cái lúc đi triển khai thì xe đặt sẵn rồi mà không làm cái nào để gọi điện cho bên nhà xe được. Xong trong khi thì sáng đi thì chiều là triển khai rồi, nên là lúc đấy là vừa đi bắt đầu mượn điện thoại anh xíu, nên là liên hệ anh Long, bảo anh Long vào lái triển khai để tìm bắt đầu liên hệ để lấy số. Đúng là cái lần đấy đi thì thực sự là rất là may mắn, đến sau này cái quá trình triển khai cũng kết thúc được tốt đấy. Thì ngày đầu tiên của anh là anh bị lạc lên tầng 16, bởi vì là trên các visit của anh Dương là ghi tầng 16 chứ không thay đổi địa chỉ.
Khi mà xuống dưới này thì việc gặp đầu tiên là gặp bạn Hà Vân. Của đấy Hà Vân phụ trách team kinh doanh. Bạn ấy có giới thiệu tuổi của anh đối với lại mọi người, và sau đấy là anh nhận được những ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và cái hâm mộ, đặc biệt là của Yến Trang. Thì khi mà em nhận việc thì em mới biết là một mình em là một team. Cho nên em cũng rất là hoang mang. Với những cái kiến thức mà em học ở trường thì lúc đầu thì em cũng khá là tự tin. Nhưng sau một thời gian thì em thấy là những cái kiến thức đó nó chỉ là trên giấy tờ thôi. Vào đây thì mình mới biết được những kiến thức đó cần phải rèn luyện, mài giũa thì nó mới thành quả được. Thì nhận được một cái project rất là lớn, đây là chuyển văn phòng. Nghe thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà phòng nhân sự thì phải phụ trách chính cái công việc đấy, và bọn em phải phụ trách tức là thu dọn toàn bộ mặt bằng tầng 8 và chuyển xuống tầng 11, chuyển xuống tầng 8. Thì lúc mà nhận được cái project đấy thì em khá là lo lắng. Trời ơi, phải làm sao đây? Người thì ít mà đồ thì nhiều. Nhưng không ngờ kiểu mỗi người một chân một tay, để xong một loáng tầm khoảng tầng 2 tiếng thôi là đã dọn dẹp hết sạch sẽ. Tầng 11 là trống trơn, không có một cái gì cả. Không có cái gì để mang đi. Và đã chuyển hết lên tầng 8 rồi và rất là gọn gàng. Thế sau buổi hôm đấy thì trời mưa rất là to. Mưa to chưa từng thấy, mưa đến mức ngập đường luôn. Thế nhưng mà tinh thần của anh em thì lên rất là cao, và mọi người đã quyết định là kéo nhau sang Thu Hằng để lên hoang kỷ niệm cái hôm chuyển văn phòng đấy. Hôm đấy cũng khá là vui. Lần đầu tiên thì em tham gia một tập thể mới mà mọi người kiểu welcome mình giống như kiểu là mình đã ở đấy từ rất là lâu rồi. Là cái hôm mà bắt đầu quyết định đi làm mình suy nghĩ nhiều. Tức là khi mà em lúc đấy là có hai công ty gọi, không biết là làm thế nào. Thế là hôm là đi bắt đầu đi dạy, bắt đầu đi học, em đi học về cái phần mềm. Sau khi học xong em mới biết được là EasyCloud thì cũng là công ty em đang tìm. Lần đầu tiên là vừa mới gọi công ty được là hơn một tháng, thì có một chuyến đi du lịch cùng với lại team lầy đội ạ. Thì đấy là lần đầu tiên em được đi chơi xa của một team trong một công ty ạ. Và sau thì đi chơi đấy thì tình cảm của em với các thành viên trong công ty được tăng lên rất nhiều, và từ đó cũng nảy sinh một tình cảm mới của em trong công ty ạ. Em nhớ em bước chân vào qua cánh cửa thì em thấy không gian làm việc của mình rất là đẹp, nhiều cây, và em được chị Thủy, thủ trưởng của bọn em giới thiệu công ty mình là công ty rất là năng động và có rất nhiều bạn trẻ. Khi mà mới ra chân vào công ty thì em rất là lo lắng là không biết là mình có hòa nhập với môi trường mới không, cảm giác cũng hơi sợ hãi, cũng chút sợ hãi. Nhưng mà khi được gặp và tiếp xúc với các anh chị làm việc tại EasyCloud thì em thấy các anh chị rất là trẻ, nhiệt tình và năng động và rất là thân thiện. Và đặc biệt là mới vào buổi sáng thì được chị Ngọc dẫn đi giới thiệu một phòng ở một vòng khắp công ty, em cảm thấy là rất là cảm giác là bớt sợ hãi và không còn lo lắng nhiều. Thì anh Dũng là một người rất là chịu khó và rất là quyết liệt. Nhìn thần trách nhiệm rất cao. Thì ngoài vẻ điển trai, phong độ thì Ship Đức rất là linh động và quyết đoán. Mình cũng đã áp dụng vào trong công việc cũng như là trong kinh doanh. Làm việc rất là quyết liệt. Đấy, cái quyết liệt và cái nhiệt huyết và cái chuyên nghiệp là những thứ mà team anh và anh học được từ anh Dũng. Vui tính, nhiệt tình, rất là quyết tâm. Anh là một giáo viên sư phạm, cho nên là nhiều lúc thì anh nói rất là lý thuyết và cứng nhắc. Nhưng với những cái gì mà anh làm việc cùng anh, trong thời gian làm việc cùng anh thì cũng đã học được rất là nhiều điều, cả về kiến thức chuyên môn, cả về quản lý con người và giao tiếp với mọi người. Rất là nhiều. Sếp nói khá nhiều. Buổi phỏng vấn của anh với sếp trôi qua một cách lê thê,
bởi vì là sếp chia sẻ nhiều lắm. Đấy là ấn tượng đầu tiên của anh về sếp. Còn trong quá trình làm việc thì tất nhiên là về những kinh nghiệm, cách làm việc của sếp thì anh đấy là những cái để giúp anh hoàn thiện dần cái cách làm việc cũng như là những cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Sếp thì rất là chu đáo, mọi người trong này hay nói con là sếp thường xuyên đi bán thân về đàn con thân yêu, và đặc biệt là sếp rất là xịt tin dâu. Học hỏi từ sếp em hỏi rất là nhiều, và quan trọng nhất là trong công việc thì một cái tinh thần đồng đội cực kỳ cao từ sếp, và cái năng thích nghi cũng rất là cao. Thì em là một người khá là điềm đạm. Thế là lúc đầu tiên gặp, lúc khi mà không gặp trên công ty, tức là gặp ở những cái sự kiện thì thấy là khá là điềm đạm. Còn lúc đấy cũng chưa trao đổi sâu, thì khi mà vào công ty thì nói chung là càng làm việc thì càng thấy khá là hợp và cũng thích cái tư duy của anh ấy trong quá trình làm việc. Sếp trung ban rất là tận tụy với công việc này, và sếp rất là hiền và quan tâm đến nhân viên. Có thể ngoài cũng bóc được công việc ra thì sếp còn chú trọng hơn, tức là để ý hơn đến những cái khó khăn của nhân viên ấy, để động viên nhân viên làm việc tốt hơn. Anh Dương là một người sếp khá dễ gần. Đối với những người sếp mà chị đã từng làm, người dễ tính nhất từ trước đến nay chị đã từng được tiếp xúc với những người sếp. Bên cạnh đó anh cũng là một người có khá nhiều tâm lý nhân viên, rất quan tâm đến đời sống nhân viên, và đặc biệt là quá trình kết quả công việc, tận tình chỉ bảo nhân viên để làm sao hiệu quả công việc tốt nhất. Sếp là một người rất là thân thiện, sếp sẵn sàng chia sẻ tất cả những cái kiến thức mà sếp biết được cho mọi người ở đây, từ các bộ phận đến từ những người đã làm rất là lâu và những người mới vào, những bạn thực tập hoặc là những bạn mới thử việc thì sếp cũng đều chia sẻ rất là sâu sắc và đều có hướng dẫn cho các bạn. Lần đầu tiên gặp sếp thì ấn tượng là sao anh ấy đen như thế. Sau đó là mình đã có một buổi phỏng vấn rất là lâu, khoảng gần một tiếng đồng hồ phỏng vấn cùng với cả sếp Dương. Và sếp chia sẻ cực kỳ nhiều về quan điểm sống của sếp, về công ty, về nhân viên và những cái mong muốn của sếp trong thời gian tới khi mà đồng hành cùng các nhân sự mới. Và thực sự lúc đấy đã nghĩ rằng và đã cảm nhận được rằng sếp là một người rất là có tâm và có tầm. Cảm giác qua lần phỏng vấn đầu tiên em thấy anh rất là vui tính ạ, nhiệt tình với nhân viên. Thì hôm đầu tiên đi phỏng vấn thì anh chỉ hỏi em có đúng một câu thứ nhất là làm em ấn tượng mãi là định hướng 5 năm tới trong công việc của em là gì. Trong làm việc cũng như vui chơi thì anh đối xử với nhân viên của mình rất nhiệt tình ạ, hỗ trợ hết mình. Khi nào mà anh em cần thì anh đều giúp, và anh em gặp khó khăn gì thì anh cũng đều giúp đỡ anh em. Anh cũng tận tình chỉ cho anh em để giúp anh em phát triển hơn. Một anh trưởng phòng hành chính nhân sự cũng tính tuổi tầm 80 gì đấy, và thậm chí là có khi là nhiều năm kinh nghiệm xong rồi dâu riêng giá kiểu, nhưng mà đến thì không ngờ kiểu trẻ xong rồi đẹp trai xong rồi ăn nói rất là lịch sự từ tốn, kiểu cũng khá là hóm hỉnh. Và cái buổi phỏng vấn đấy thì nó không giống như kiểu là một buổi phỏng vấn nữa, mà nó giống như kiểu là một buổi chia sẻ. Thì có những thứ mà anh chia sẻ với em thì nó giống như kiểu là hai người bạn nói chuyện với nhau, là ở thế trong công ty thì sẽ có những cái khó khăn như thế này đấy, nhưng mà đổi lại thì em có thể có được những cái này thì em có bằng lòng không. Và thực sự là em cũng đã có suy nghĩ, và đến cuối cùng khi mà nghĩ về những gì anh chừng nói thì em vẫn quyết định là chọn EasyCloud. Chia sẻ Dương thì tính xấu nó nhiều, tính tốt nó cũng nhiều, nhưng mà một trong những cái mình thấy cái điểm mà mình thích của nó ở chỗ là cái tính quyết tâm và cái sự gọi là quyết tâm nó rất là lớn. Đấy là cái quyết tâm và cái quyết liệt, nó có hai cái đấy, là cái tại sao mình học được ở đó. Học thì nó không giỏi bằng mình, nhưng mà cái đấy thì mình phải thấy là mình kém nó ở cái chỗ đấy, từ học vấn từ nhan sắc thì tất nhiên mà mình, nhưng mà rõ ràng cái sự quyết tâm quyết liệt thì mình lại không bằng nó. Cũng làm ở khá nhiều công ty, nhưng mà lần đầu tiên vào công ty mình bất ngờ, bởi vì là vào mọi người rất là trẻ,
thậm chí trẻ nhất là sinh năm 97 mà năm ngoái, tức là năm 97 mới chỉ 20 tuổi thôi mà đã có thể làm được công việc về code. Thì anh thấy là cái môi trường làm việc của mình rất là tốt và năng động để có thể lôi kéo được những thành viên trẻ tuổi như vậy vào làm. Trẻ trung, năng động, mọi người mà hòa đồng với nhau, các sếp thì vui vẻ, làm ra làm, chơi ra chơi, đấy là cái điều mà anh cảm thấy rất là nề và muốn học hỏi các sếp. Mình nghĩ là cái văn hóa ấy, thì nó sẽ góp phần rất nhiều của những người đứng đầu cái công ty đó. Thì ở đây các anh đều tạo điều kiện cho nhân viên phát triển rất là hết mình và luôn luôn tạo cái môi trường thoải mái, nó không bao giờ có một sự ngăn cách nào đấy nó quá lớn giữa nhân viên và sếp cả. Thế nên là mọi người được tự do phát triển cái bản thân mình, phát triển cái suy nghĩ của mình. Khá là năng động, trẻ trung, nhiệt huyết, cực kỳ nhiệt huyết, trở rất là cool. Khi mà mọi thứ được phủ đầy cây xanh và văn phòng rất là đẹp, mọi người thì lại cực kỳ thân thiện. Và thì Easy Cloud là một cái môi trường rất là tuyệt vời khi mà có cái chế độ đãi ngộ rất là tốt cho nhân viên. Và mình rất thích kiểu ăn uống tụ tập khi mà được ra party cùng với mọi người. Nên là khi vào đây chị cảm thấy em nhìn trẻ lại rất là nhiều, có khi cả chục tuổi. Và tâm hồn mình cảm thấy tươi vui và yêu đời hơn. Nhờ các bạn. Chúc mừng sinh nhật Easy Cloud thứ năm. Chúc mừng sinh nhật Easy Cloud. 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 Hi. Chúc mừng sinh nhật Easy Cloud. 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 Happy birthday Easy Cloud. Chúc mừng sinh nhật Easy Cloud. Chúc mừng sinh nhật Easy Cloud và chúc công ty mình ngày càng phát triển hơn nữa.